Thì anh em, hôm nay mình sẽ tháo cái hộp số cái con này ra để kiểm tra rồi làm dựng chân đồ lại luôn nha anh em. Mình bảo dưỡng nó luôn. Đây, hộp số này nè anh em. Thì con gin này nhưng mà mình sẽ kiểm tra luôn nha anh em. Đây, cái sơn nó còn luôn. Sơn kiểm định nó vô mấy chữ ốc còn luôn mà đạn mình thấy cũng còn cứng, nhưng mà mình lâu ngày kiểm tra nha anh em, để nó bể đạn rồi cái nó quậy tùm lum hết trơn cái mình thay đạn vô nó cũng mau bể nghe anh em. Thì mình đề phòng trước thì số của gin nhưng mà mình cũng sẽ kiểm tra lại. Rồi, dắt này tự nhiên có điện thoại nữa anh em. Hộp số này gin nhưng mà mình nghĩ nên đảo chứng đồ lại nha anh em, nên rồi mình sẽ làm, khi nào mình tháo xong mình sẽ quay lại cho anh em xem. Đây 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 đời cao thì làm sẽ dễ hơn nha anh em, nó cấu tạo cũng giống nhưng mà nó sẽ dễ lắp ráp hơn đời cũ một chút, độ chính xác nó sẽ cũng cao hơn nữa. Hộp số thường thường mà hộp số đời cao á, thì nó sẽ bền hơn nha anh em. Đây thì để mình tháo ra rồi mình kiểm tra đạn đùi đồ luôn nha nè. Mình đang tháo ra đây thì mình thấy còn rất là đẹp luôn anh em, nên đi còn ok luôn. Tại vì lần đầu tiên mình tháo á thì đồ nó cũ á, ta làm chính xác rồi á, nó không có bị hư nha anh em. Thì mình thích làm mấy con máy gì lắm, chứ mà máy hư rồi cái mình đưa vô mình cái làm biến, thấy nó sửa sửa tùm lum, làm lại nó chạy cũng không ngon nữa nghe nè. Sẵn đây thì nữa mình cũng thay đạn băng tải rồi luôn. Mình nghĩ thay đạn cũng còn mới quá nhưng mà chắc là cũng tới rồi nghe nè. Dấu kiểm định rồi nó còn nhưng mà chắc nó cũng tới hạn rồi. Sẵn mình kiểm tra mấy cái đạn này đồ lại luôn. Đạn bông cuốn nhỏ rồi nè anh em, để thôi nó chụp chặt nó mất công lắm, không có nhiều thời gian quạt gió luôn nữa nè anh em. Đây anh thấy không, anh em thấy không, đạn còn nghỉ thinh hết, nó kiểm định còn hết luôn. Đây sẵn sơn lại cái bộ mà này luôn, để nó có lúa rớt xuống rồi có lủng lộ, cái lủng lộ nhỏ bên bển kìa nè, nó như tí à, nó rớt lúa xuống là nó bị mòn liền hả anh em. Anh em phải chú ý đó. Thì cái video này mình anh em đợi chút hồi mình làm tiếp nha anh em. Đợi mình tháo xích đồ ra của mình nè, đợi ông anh mình về tháo phụ nữa. Thì anh em cái hộp số mình tháo ra tới đây thì anh em chuẩn bị tách ra. Đây mình cũng kiểm tra ụ này lại luôn nha anh em, cái này ụ này cũng còn nguyên luôn, kiểm tra hết. Mở nồi bố qua nha anh em, bây giờ mình sẽ dựng camera lên quay ném xem. Cứng dữ ta, cái cứng nó bị yếu rồi, không thấy là tung cái cụ chỏ hay vậy. Cụ chỏ hư nữa chứ. Ồ. Mấy ốc này nó sơn vậy nó đụng đụng mới nó vô không được.
Ốc nó dặn ra ốc bảy màu không. Tìm cái dao gì đang ấy mà được nè trời ơi. Vậy dao này dày quá à. Cái những là miếng gòn nghìn của nó rồi. Lấy cái dao gì mỏng mỏng á.
Thôi vui bằng thảo nào. Cả ôi chỗ nặng chứ tao. Nhưng chuyển hướng thì chiều tới này hơi mòn này, còn chiều da thì nó còn ngon nên mình sẽ trở về lại nghe nè. Đây mình da nè, nên thấy cạnh mấy ngót không, cái này mà để gán chạy mà nó tớt luôn là mình sửa không được. Bây giờ mình ở chuyển hướng nghe nè, đạn thì còn cứ ngắt, còn cứ ngắt nghe nè, cứ ngắt này, đạn thì còn ngon, nhông đồ cũng còn đẹp. Cái dòng là 16 con này thì nó đây nhìn nó hơi mòn nha anh em, thì mình sẽ làm tiếp tục nghe nè. Này rồi mình sẽ gỡ ra.